nhỉ? Hay. Hay quá. Ê. Hay thế nhỉ? Đường cầu kìa. 13-9. Hay. Hay thế nhỉ? Ôi nó vẫn cứu được kìa. Hay. Ôi cái ông cao cao gầy gầy này chặn cầu kinh được. Điểm số 14 đều anh ạ. Ôi vẫn lên, ảo thế. Ô, cái gì? Xem lúc đầu, xem lúc đầu, xem chán thật. Công nhận lúc đầu xem à. Tiếp thật, trung thủ. Ngon rồi, ôi vẫn lên kìa. Ôi, ôi, cái gì đây? Cái gì vậy? Thủ kinh thật. Ôi, tay nhanh. Ôi ôi, xem sướng quá anh em ơi. Ra chém cầu. Điểm số 5-9. Ôi hay thế nhỉ? Ôi cầu ngang kìa. Như chắc. Hay. Hay thế nhỉ? Ôi nó vẫn cứu được kìa. Hay. Ôi cái ông cao cao gầy gầy này chặn cầu kinh được. Ôi.
Ôi ôi, ông này lên lên thần rồi. Lại một đường cầu hay nữa cho anh em xem. Quá hay. Điểm số 16-9 cho Indo. Đồ không qua lưới 8-11. Tấn công. Rồi rất nhanh và tốc độ 12-18. 13-19. Cầu ngoài sân 20-13. Ok, một cầu pha dí biên rất hay. Oh, 21-14. Sơ đồ thứ nhất kết thúc. Sơ đồ thứ hai điểm số không đều. Anh cứ đưa ra là chính cầu. Chinese Taipei, trọng tài chính Phạm Anh Hào, trọng tài giao cầu Nguyễn Đăng Kiên. Ôi. Điểm số 48. Vẫn lên. Thủ của hay thế nhở. Cầu ngoài sân có 10-13. Vẫn còn. Ôi, ông này cứu cầu hay thế. 11-13 này. 11-13. Hàn thủ hay quá. Không lên được nữa rồi. Đẹp quá, nặng quá. Điểm số 14 đều anh em. Ôi vẫn lên, ảo thế. Ô. 15-14 cho Hàn Quốc.
17, 16. Bắt vào nhanh thế. Chín mười tám ôm hai mươi mười tám rất hay con. Rồi. Chúng ta cùng đến với set đấu thứ 3, điểm số 0 đều. Hai đứa này quá ngang nhau, đánh hay thật. Hay là lên bình thường, vẫn lên. Điểm số 1-0 cho Hàn Quốc. Điểm 1 đều. Điểm số 3-1, 4-1. Tiếp giật, trung thủ, ngon rồi. Ôi vẫn lên kìa. Ôi, ôi, cái gì thế? Cái gì vậy? Thủ kinh thật. Ôi, tay nhanh. Ôi ôi, xem sướng của anh em ơi. 3-4. Đập quả chân lưỡi. Ôi, phát đều thế. Trọng tài anh bắt nhờ, phát bắn quả kìa. 14. Bị mất quả đấy, ức chế đấy. Đài Loan. Rồi, tấn công. Thế mà không ăn nhỉ. Rồi. Điểm số 5-9. Cầu ngang kìa. Như chấp. Điểm số 6-9. Ôi, hơi tiếc. 11-7. Ôi. Ôi. Ngoài. 13-8. 14-8. 14-8. Ôi, 15-9. Ôi vẫn lên. Rồi, thắng là xứng đáng. 10-15. Văn Nga rất tự tin. 16-11.
12-17. Mười tám, 12. Từ trong sân 13-20. Ôi trời, đấy qua đi. Hết. Tiếp là xếp 3, từ bên này có đánh lỗi hơi nhiều một chút.